Nhân kỷ niệm 35 năm Hội hữu nghị Việt Đức và hướng tới kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam Cộng hòa Liên bang Đức, sáng ngày hôm nay tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, đại diện Chính phủ Việt Nam trao tặng huân chương lao động hạng nhì cho Hội hữu nghị Việt Đức. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của Hội hữu nghị Việt Nam Đức trong xây dựng và triển khai các hoạt động nhằm tăng cường đoàn kết quốc tế với nhân dân Đức, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần vào công cuộc hội nhập và phát triển của đất nước. Đóng góp tích cực vào các hoạt động nhằm củng cố và nâng tầm quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Đức trở thành quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Đức. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã trao tặng huân chương lao động hạng nhì cho Hội hữu nghị Việt Nam Đức vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân về lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và thúc đẩy hợp tác nhân dân, góp phần quan trọng vào việc xây dựng và phát triển quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Đức.